Hello, xin chào mọi người. Và sau khi gỡ ghẹ thì nhóm Ngũ Long Du Ký sẽ tiến vào chợ La Ghi mua những cái thực phẩm cần thiết để về nấu một bữa ăn thật là hoành tráng nha. Mọi người chuẩn bị coi nhóm Ngũ Long Du Ký sẽ nấu gì nha. Bây giờ theo chân Ngũ Long Du Ký vào chợ thôi nào. Chợ La Ghi, chứ không phải là La Ghi. Ở địa dạ. Địa phương ta kêu là La Ghi. La Ghi, à, cái là bộ của mình là kêu La Ghi. Mua không? Đi, đi. Người mẫu. Bà phải là người mẫu, bà là diễn viên. Bà lùn quá, bà là người mẫu gì? Bà lùn quá, bà là người mẫu gì? Nói mà muốn gớm, muốn khóc vậy đó. Bây giờ thì mình tiến vào trong chợ để mình mua đồ nha. Thôi bà Dung, mà con trà nó giống con điên lắm bà Dung. Sao bà? Điên, sao bà điên tại giờ? Điên nó tưởng mày khùng. Mày đàng hoàng lại đi. Con phải khùng gì nó mới dễ hơn. Thôi đi bà, khùng quá đủ được con. Khùng quá người ta sẽ coi con là một đứa khùng. Cá lưỡi trâu kìa má. Dạ. Phi Phụng. À, Phi Phụng. Dạ. Này Phi Mười. Con này Phương Dung. Dạ, đi ra đây chơi. Dạ. Cảm ơn em. Đi mua đồ đi. Giờ mình vô chợ mình mua đồ lên về mình kế biến đâu ăn. Mua đồ mặc đi, bộ đồ này nãy lớp. Thì lát mình vô, chút, lát dẫn vô mua đồ bộ á. À, nãy giờ lớp với dưới chơi ghe rồi, ghe ghẹ rồi, giờ mua đồ bộ ngay. Đồ bộ em phải. Chào em, nhận ra đẹp phải không? Tôi biết tên gì không? Ừ, là Phi Phụng. Dạ, chào, mình đi chợ đi vô chưa? Dạ, chào, dạ. Biết không, biết tên? Biết. Tên gì nè? Đúng rồi, chính xác, cảm ơn mọi người. Bà chơi đố vui để học quá à. Kể hỏi cho người ta biết không? Người ta biết. Mua đồ bộ. Về là nấu ăn. Nhưng mà đồ bộ nó bán ưa bán đầy đường đó. Tôi treo. Chừng nói treo mới nhớ. Treo mới 130 bộ. Quẹo mình mua đồ bộ đó đi. Bắt đầu đi. Mang dép vô luôn. Thôi, ta lịch sự chút xíu đi. Chứ đồ bộ để rẻ đâu. Đồ bộ rẻ hả cô? Ừ. Bình thường thôi. Tôn hả cô à? Không, thun cũng được, không cần tôn. Thun với tôn hay không? Không có sắc nách. Đừng có lấy sắc nách. Không có tay hả? Trời ơi, nách lồi nách là kỳ. Thôi, sắc nách không được rồi. Dạ. Nè nè Mười, dến cái đầm Mười ơi, trời ơi, sang Mười ơi. Thôi. Tới chỉ luôn. Thôi giờ mình đi mua đồ đi. Thôi đi nè, hết thời gian nè. Dung ơi, đi Dung ơi. Dung đi Dung. Dạ, chào. Chào mọi người. Phụng. Dạ. Biết tên gì không? Cho bác đi giao dạ, lưu đi. Dạ, đúng chính xác. Có chụp hình không? Chụp lẹ. Ô, trời ơi, đứng ở đây. Chụp hình cho nó vui. À. Chụp đi. Mà nói phải đúng tên, không có nói đúng tên gì hết chứ. Phi. Ok. Phụng ơi. Một lát nữa chụp. Rồi, chụp đi chụp, rồi lẹ, chụp lẹ đi. Dạ cảm ơn, chúc mọi người buôn mai bán đắt. Ok. Đi ra đây chơi. Dạ. Chúc mọi người sức khỏe. Dạ. Ở ngoài này vui quá à. Phi Phụng. Dạ, bắt tay. Cái chị này. Dạ Phi Phụng. Hèn chi tôi nói nhìn cái chị này giống ở trên đây quá. Dạ là dạ tin TV. Dạ. Dạ chính xác. Rồi chụp lẹ, chụp lẹ rồi đi. Chụp lẹ rồi đi, nó hối rồi kìa. Giờ mình đi mua cái gì nè Dung? Đi vô trong này nè, đứng ngoài trắng quá. Dạ, dạ. Em hâm mộ gì lắm á. Dạ. Ở là gì vậy? Phải hai không? Dạ phải hai nó rồi. Dạ. Sức khỏe nha. Dạ, dạ cảm ơn anh. Ủa chợ đây đang làm đường à? Bụi. Nhưng mà mình đi đường tắt chứ đi, hồi nãy là đi bị nắng. Đi đường tắt để mua. Dạ Phương Dung. Ơi. Dạ. Dạ không, hồi sáng giờ đi gỡ ghẹ dưới ghẹ rồi. Dạ. Phi Phụng. Dạ. Chúc mọi người sức khỏe nha. Dạ. Đây là trong lòng chợ phải không? Cái này giống diễn viên điện ảnh vậy ta. Dạ. Dạ. Thì còn cái bà kia kìa mới là ghê. Đó. Dạ đây. Dạ, bà bé Năm đây. Dạ ba, dạ chào chị. Dạ khỏe, cảm ơn chị. Dạ. Dạ Phi Phụng. Dạ. Chúc mọi người sức khỏe. Chị đóng phim nè, mấy chị đóng phim nè. Dạ đúng rồi. Dạ. Đi ra ngoài này để quay vlog cho YouTube.
Cười gì vậy? Cái đùi vậy? Đẹp quá chị. Cái đùi, cái đùi. Dạ, dạ. Nó lùn mới cho bà đi trước. Nó lùn mới cho bà đi trước. Dạ, em đi La Ghi, em đi chơi thầy thím. Rồi sẵn ghé La Ghi chơi. Dạ, hồi nào chưa biết ở đây. Dạ. Trời ơi, hay dễ sợ. Đó, nè, đó. Nghĩa là quảng cáo mặt hàng mình bán luôn. Đó, quảng cáo luôn. Rồi chị đi trước, nãy giờ nhường chị đi trước mà chị lùn không mà. Tao nhường bà đi trước, bà đi lùn không mà. Dạ em chào. Dạ chào mọi người. Dạ Phi Phụng. Ồ. Oh. À em bán đồ chay. Không có bán đồ mình. À. Nay con có mấy con ngoài đời á. À chay 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 mặn đều dùng được. Dạ. Cái này là chay. Ồ, chúc mọi người buôn may bán đắt nha. Giờ mới thấy cô ngoài đời á. Còn chân ôm cân cái chay. Trời ơi, ôm tôi mà không thấy mặt mũi gì hết trơn á trời. Dịch dạ. Dưới đi đừng ảnh không? Anh chụp hình không? Không. Tại từng sợ hỏi anh làm gì tôi em chỉ quay trong kênh YouTube của tôi em thôi. Đâu chụp hình luôn, chụp hình với nhiều người anh ấy. Anh đâu có điện thoại đâu, điện thoại anh đâu. Điện thoại anh chụp mấy cái hình là tụi em chứ. Tôi tưởng anh đi theo để anh đuổi tụi tôi, không có. Anh đi theo anh chụp hình. Tôi tưởng anh đi theo để anh đuổi tụi tôi, không có. Anh đi theo anh chụp hình. Tôi hiểu lại liền. Thôi vậy. Em quay qua em thấy. Rồi anh đưa chụp đi. Rồi, chụp đi. Xin chút xíu nha anh. Đại xíu nha chú. Xích qua đi, xích qua đi, xích qua cho anh. Rồi. Trời, mình chụp luôn chứ mình ké làm gì. Lại đi chụp chung nè, chứ đứng kia chụp chuyện chi. Dạ, Phi Phụng. Dạ, gia đình là số 1. Rồi, chụp. Kìa, kìa. Vô, cầm chụp chỗ đó. Chú vô. Được không? Đưa vô chụp cho. Không thấy chị này. Không thấy chị này. Không thấy bên đây tâm. Không thấy gì hết. Không thấy người bên đây nè. Vô. Cầm chụp chứ. Rồi, để cho tao bắt luôn đi. Chúc buôn may bán đắt nha. Ok em. Dạ. Chị bán gì đây? Cá. À vậy hả chị? Bán được không chị? Vậy hả chị? Dạ Phương Dung. Dạ lắm Phương lắm cây gà không à. Dạ trời luôn mà sao đây trẻ dữ. Dạ. Cây con. Chưa có chồng hả? Chưa có chồng hả? Có chồng rồi chứ trời ơi, 58, 59 tuổi chưa chồng. Mà bị chồng bỏ rồi. Rồi, cho mình biết. Dạ, nghệ sĩ. Dạ, đó là Phương Dung. Em là Phi Phụng. Phi Phụng. Bà lùng lùng mới là Phi Phụng. Bà lùng lùng mới là Phi Phụng. Hả? À, cái này đâu phải là quay lên TV. Chỉ là quay để trong điện thoại của tụi em thôi. Dạ. Trời ơi, có sợ hả? Trời ơi, dân La Ghi nghe đồn giàu lắm đó. Dân bình thường sẽ thiết. Mà họ đi đâu có tô không? Không, đi chơi. Dạ. Kính quá không thấy. Ờ, tại nó che kính quá không? Tao nói mày che kính quá, tao thấy mày. Bỏ cái nón xuống đi. Vô trong cái nón rồi mà. Bỏ cái khăn xuống. Ờ. Đó, đỡ nó kìa. À, Phương Dung. Nhóm ra nhóm mình là nhóm Ngũ Long. Nhìn nó ngoài đẹp hơn. Dạ chính xác. Dạ lên TV em bự quá ha, ở ngoài trẻ hơn. Đẹp hơn à? Đúng rồi. Chụp đi. Cầm máy gì không chụp? Cho ké nữa kìa. Mẹ mình diễn đâu chị Phụng? Dạ không đi chơi. À đi chơi ha. Được. Dạ Phương Dung. Này cũng đóng đóng hài nhiều nó hài. Đó chụp đi. Đúng rồi, uống ngoài đẹp hơn trong. Rồi thôi xin chào nha. Ôi chào cả nhà, chào cả nhà, chúc mọi người sức khỏe, buôn may bán đắt. Dạ. Dạ. Dạ chào. Dạ. Dạ, chúc mọi người sức khỏe. Dạ dạ. Dạ. Giờ ở ngoài mới thấy nè, ngoài dễ thương hơn. Dạ chào. Dạ chào. Chúc mọi người sức khỏe, buôn may bán đắt. Chụp nhào vô. Nhào vô. Cái con tấm. Cái nó thoải mái. Con tay hồi em đi thấy mẹ là tét quần luôn á. Con tay hồi em đi thấy mẹ là tét quần luôn á. Rồi đấy, năm trăm mà bộ nó đẹp đấy. Bây giờ 100 hay màu đỏ má. Đây con. Màu đỏ đi, thấy mẹ nó đi đi. Màu đỏ thấy mẹ đẹp hơn. Màu đỏ theo lên cây mẹ nó hỏi xanh đấy nó nổi. Gái thì nói màu đỏ thấy mẹ đẹp hơn. Đúng rồi. Cho cái phía chụp nha. Đồ năm còn phải không?
những người dân và tiểu thương trong chợ Lai Di rất là dễ thương, chào đón nhóm nghệ sĩ bằng những cái nụ cười rất là thân thiện. Chúc mọi người buôn may bán đất, sức khỏe dồi dào. Tới chỗ xe đậu chưa? Đây nè.